Với đề tài chúng tôi đến với các vị hôm nay, đó là đề tài làm chủ cơn giận. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, đề tài này thì nó không khó, nó gần gũi với cuộc sống thiết thực của chúng ta, và dường như nó là cái diễn biến tâm lý diễn ra hàng ngày trong cuộc sống sinh hoạt tương giao của chúng ta giữa người với người. Và làm sao chúng ta có thể làm chủ để hạn chế sự phát tác của cơn giận, hay là làm sao chúng ta chuyển hóa được cơn giận để giúp chúng ta có một mối tương quan lành mạnh, tốt đẹp, và trong mọi ứng xử nó được hay, đẹp, lịch sự, nhã nhặn và tốt hơn, để mọi việc tốt hơn. Trong việc chia sẻ với các vị với đề tài này cũng là những điều chúng tôi tự dặn lòng mình để cũng chuyển hóa hay là làm tốt hơn với những trạng thái tâm lý mà giữa tất cả con người chúng ta thường mắc phải. Một cái đề tài nó đơn giản nhưng mà không phải dễ làm đối với chúng ta, mặc dù rất có thể nó diễn ra hàng ngày trong cuộc sống của chúng ta, nhưng mà làm thế nào để chúng ta nhận diện và chuyển hóa được nó, đây là vấn đề quan trọng. Tất cả các vị trong hội trường này có ai đã từng giận chưa? Có. Ai chưa bao giờ giận cho tới ngày hôm nay đâu, đưa tay lên coi. Ồ, không có ai chơi hả? Hả? Ai đâu giỏi vậy? Dạ, thầy cảm ơn cô. Khi mà một người đã tự đưa tay lên nói là chưa bao giờ giận thì cái vấn đề này trước hết là tôi khen tặng là giỏi, nhưng mà sau đó để mình xác định được rằng là chưa bao giờ giận hay là mình chưa bao giờ nhận ra được cơn giận, đây là vấn đề sau đây cùng chia sẻ. Nếu thật sự mình chưa bao giờ giận thì quá tốt, còn chưa bao giờ nhận diện ra được cơn giận của chính mình thì cần phải tích cực hơn trong việc tu tập và chuyển hóa. Có những khi chúng ta giận không biết mình giận. Thật ra là cái này là vấn đề các vị cần để ý. Thì biết hay không, hay từng có hay không, nhưng tôi phải thừa nhận rằng giữa chốn phàm phu này, những người đang tu tập ai cũng chứa đựng rất nhiều hạt giống về sân giận. Nó có tùy tình huống, tùy hoàn cảnh, tùy trạng thái của tâm lý để chúng ta có thể biểu hiện khác nhau về vấn đề cơn giận, nhưng về tính chất nó là một căn bản phiền não được tiềm tàng trong trí mình mà. Giận là trạng thái căng thẳng của tâm lý. Có khi nào tự nhiên chúng ta đang vui cười cái giận không? Hả? Khi chúng ta giận có nghĩa là trạng thái bức xúc, bực dọc, thất vọng, chán chường, hay là đố kỵ, hay là bị xúc phạm, hay là tổn thương, hay là tổn thất một cái gì đó, hay là tự ái, mặc cảm. Tất cả những trạng thái tâm lý này nó đều biểu hiện cho chúng ta một cách phản ứng của chính tâm lý mình là bằng cơn giận, giận dữ. Có thể những khi giận dữ được bày tỏ một cách thô thiển, có những khi giận dữ được bày tỏ một cách tế nhị, được biểu hiện cách tế nhị. Có khi những cơn giận được biểu hiện bằng những lời nói nó có tính cách là không hài hòa, hay là những lời nói có tính cách là buồn bực. Tất cả những cái đó đều là thái độ của tâm lý chúng ta để phản ứng về những cái bất như ý, về những điều vừa xảy ra, và chúng ta gọi chung cho những trạng thái tâm lý đó là cơn giận. Ai cũng biết cơn giận cả. Xin thưa các vị, giận là một cái căn bản phiền não. Nó là những hạt giống được tiềm tàng trong chúng ta. Nó đã được chứa đựng từ vô lượng kiếp chứ không phải mới đây. Nó đã có mặt cùng thời với những cái nhân chủng phiền não. Và vì vậy trong lòng chúng ta, phần lớn những con người bình thường của chúng ta, ai cũng chứa đựng đầy những cơn giận trong lòng. Và những cơn giận này chúng ta được xem như là một quả bom hay là một trái pháo, nó đang cài đặt sẵn để chuẩn bị có một điều kiện gì đó là nó châm ngòi, nó nổ liền. Có những người sẵn sàng phản ứng khi bất cứ điều gì của ai nói ra, cho dù người ta chưa nói nhưng mà mình cũng chuẩn bị sẵn sàng.
tôi mà như thế đó hả, tôi làm như thế này, làm như thế này cho coi, mặc dù điều đó chưa xảy ra. Chúng ta vẫn chuẩn bị sẵn trong tâm lý nha, mày mà nói tới tao như vậy hả, hay là ông đó mà đụng tới tôi hả, hay là bà đó mà nói tới tôi hả, tôi sẽ như vậy như vậy như vậy. Mình thiết lập cho mình cả một dàn sân giận để mình giống như những dàn pháo để mình chuẩn bị đối địch, có phải không? Có ai có từng làm những cái này chưa? Tức là mình chuẩn bị sẵn đó đó. Mình sợ nhiều khi mình giận quá mình quên, cho nên là bây giờ mình phải chuẩn bị sẵn để khi giận đó mình có một cái khuôn thước sẵn để mình nổ liền, đúng không? Mình không nổ liền mình sợ nó chậm, nó lâu và nó hụt đi, nó qua cơn đi hay sao á. Chúng ta lại xem những cái đó như những cái thái độ để chúng ta chống đối, phản ứng, để giống như một hành động để tự vệ và bảo vệ được mình. Nhưng mà liệu chăng các vị có phải xem rằng đó là những thái độ và những cái phản ứng khôn ngoan trong cuộc đời của chúng ta hay không? Đây là một vấn đề quan trọng. Có những khi bất mãn, những khi bức xúc, những khi đau buồn, những khi chúng ta không thích một điều gì đó, nhất là trong đời sống vợ chồng hay là bạn bè hay là trong mối tương quan giữa cha mẹ con cái chẳng hạn, những cơn giận này có thể ôm ấp và chứa đựng gìn giữ cả 5 năm, 10 năm, 20 năm. Đó là những trái pháo đang ngủ ngầm để chờ đợi cái cơn mà bùng phát để châm ngòi là nổ đó. Có những khi cơn giận mà tự nhiên mình chôn giấu, mình ôm giữ, mình ghi chặt lấy 5 năm, 10 năm, 20 năm như vậy mà mình không nói ra, giận lắm đó mà không nói ra, hay là chưa có dịp để nói ra, để lòng nữa đó, để chừng khi nào mà đụng phải một lần nữa đi rồi mình phát tác cho mà thấy được cái lửa giận trong người mình đã từng dồn chứa. Và cái này nó được dồn nén từng lâu, và nó càng lâu chừng nào thì sao, tới nó nổ là nó nổ, nổ lớn hơn chừng đó. Ở đây các vị thấy có những khi chúng ta chứa chấp những cái cơn giận này từng chút nhỏ nha, bữa nay cái đó bất như ý đó để trong đó, bữa khác gặp những cái nữa bất mãn đó để trong đó, những cái hờn khác đó để trong đó, tức là cứ dồn 1 năm 2 năm 3 năm 5 năm 10 năm, dồn tới một ngày nổ cái tàn sát luôn trong cái chuyện chơi đâu á. Mà mình dồn như vậy mình sướng hay là khổ hả? Khổ mà sao phải dồn? Biết nó là dồn chứa là nó khổ đó, mà lại thích dồn, thích chứa dồn. Cho nên đó, người ta có nói là chắc chặt làm chi thêm khổ sở, nhường nhau một bước rộng đường qua. Đó là cái câu của Ngài Thiền Tâm. Chắc chặt làm chi thêm khổ sở, tức là ôm lấy, gìn giữ, bó buộc lấy những cái tức giận, những cái bực bội, những cái bất như ý, những cái bất mãn, những cái thất vọng chứa chắc ở trong đó, nhưng mà chứa chắc làm chi thêm khổ sở. Nhường nhau một bước rộng đường qua, chứ nhường nhau có nghĩa là hãy buông bỏ đi, tha thứ, bao dung đi, hoặc là mình nói với nhau để cởi mở đi, để giải quyết một vấn đề đó đi, thì nó tốt đẹp biết mấy. Tại sao mà phải ôm ấp để giữ gìn để chúng ta đau khổ vậy? Đây là cái điều như thế. Xin thưa các vị, đây là một câu chuyện tại Mỹ. Hai vợ chồng của người này đó là những người đã học vị tiến sĩ cả, chồng cũng tiến sĩ mà vợ cũng tiến sĩ. Về mặt học vị, tiến sĩ là học vị cao nhất và xem như là một trình độ rất là cao, hoàn thiện nhất về mặt kiến thức rồi. Vậy mà hai vợ chồng trong một gia đình có những đứa con, mà cuối cùng những mâu thuẫn bất hòa đã đem đến sự giận dỗi trong vòng 5 năm, hai vợ chồng không ai nói tới ai cả. Mỗi một lần muốn nói được điều gì là ông chồng cũng phản pháo, không cần điều đó trúng sai phải hay gì không, miễn cẩy cần người vợ mở lời là ông làm liền. Và ngược lại bà vợ cũng bị những cái lúc đó mới tự ái, mới rằng đợi lúc nào ông cũng mở lời là làm liền. Hai vợ chồng 5 năm đang leo thang với những cơn giận, và nói chung là về mặt danh dự xã hội thì cũng rất cao, nhưng mà lại cái cuộc sống gia đình như một tù ngục như vậy, đã giam hãm và làm đau khổ các con. Các con cảm thấy choáng ngợp trong cái gia đình này. Và bà vợ một ngày đó đã chịu hết nổi rồi, đã trải qua 5 năm rồi mới tâm sự với một bà bạn của mình, mà bà bạn đó là người mà là đệ tử của Hòa Thượng Thích Nhất Hạnh. Bà mới tâm sự rằng, bà nói là tôi chắc chia tay với chị, tôi đã tính toán kỹ rồi và sắp xếp kỹ rồi,
với gia đình tù ngục, với những cái điều phiền phức như vậy, tôi sẽ tự tử. Và trước khi tự tử, tôi nói lời chia tay với chị. Chị em nói lên những lời tâm sự, để cuối cùng bà này quyết định đi tự tử. Thật ra những lửa giận mà nó biểu hiện quá, nó bức xúc, nó làm cho con người ta khổ tâm và cảm thấy rằng tự tử để chạy trốn với một vấn đề thực tế này, tôi không đủ khả năng để đối diện nữa, không đủ can đảm để đối diện nữa, và con không còn sức chịu đựng để đối diện những điều như thế này nữa. Thì bà này là một cái người Phật tử biết tu tập và có sự chuyển hóa tốt, cho nên bà mới nói rằng chị muốn tự tử thì được thôi, trong nay mai chị tự tử chị sẽ chết, nhưng chị hãy cùng đến với tôi thăm tôi lần cuối đi, và tôi với chị cùng tâm sự và cùng nghe qua những một cái vài lời pháp thoại của các cái bậc thầy của Phật giáo. Trong khi bà này bả là đạo Tin Lành hay là đạo Thiên Chúa gì đó, thì thật ra bà này nói chung là bả không có thích những cái điều mà phải nghe những học thuyết của một tôn giáo khác. Nhưng mà bà nói như thế nào ngày mai mình cũng quyết định đã chết rồi, thì thôi thăm chơi và cùng ngồi chơi với một bà chị xem, để giống như là chiều lòng một cái lời yêu cầu của một cái bà bạn. Sau đó rồi, sau khi nghe một bài pháp thoại chuyển hóa của Hòa Thượng Nhất Hạnh, sau khi nói xong rồi, bà cảm thấy bà tỉnh ngộ, và lúc đó bà mới quyết định làm một cuộc chuyển hóa thân tâm để cứu vãn lại bản thân mình và gia đình. Và từ đó hai vợ chồng mới tham dự khóa tu. Nói chung là qua những thời gian dài chuyển hóa thành công rồi, bắt đầu xin tham dự khóa tu và quy y theo Phật giáo. Câu chuyện này được đọc trong cái quyển Giận của Hòa Thượng Thích Nhất Hạnh, những trang dẫn nhập ban đầu. Nếu chúng ta có, chúng ta tham khảo, chúng ta sẽ thấy. Tôi nói như một cái lời giới thiệu với các vị, để chúng ta thấy rằng những cơn giận này không khéo chúng ta đưa đến cái chết một cách rất oan uổng, và một cái điều mà cho dù các vị có chết cũng không giải quyết được vấn đề, không xóa hết được các vấn đề, không xóa được tất cả các nỗi oan tình. Đây là vấn đề chúng ta cần suy nghĩ. Năm 2008 tôi sang Mỹ, trong cái cuộc đi hoằng pháp tại Mỹ, tôi có gặp một cái chú này đến thưa chuyện với tôi, và chú xin tôi là thầy Quan Hỷ đến nhà con. Và chú này mới kể một cái chuyện như thế này, là chú có ba mẹ năm nay đã là 80, 80 mấy hết rồi, mà người cha người mẹ này từ Việt Nam sang, và cuối cùng là hai ông bà đã không nói chuyện với nhau, không nhìn nhau và không làm hòa được với nhau đã 20 năm rồi. Tức là từ thời điểm khoảng 60 tuổi là bắt đầu giận cho tới bây giờ. Như vậy chứa chấp một cơn giận 20 năm, các vị thấy khủng khiếp không? Quá khủng khiếp đi chứ nữa. Ta đã giận hờn hai hôm dường như một tháng, ghét nhau ba bữa như một năm tròn, có phải không? Vậy mà cái này 20 năm chúng ta cảm thấy như một thế kỷ rồi, còn cái gì nữa không? Hai hôm mà đã một tháng rồi, các vị nhân ra đi, 20 năm nó ra nhiêu rồi? Xin thưa các vị, như vậy đó mà hai ông bà này cứ giận nhau. Giận chuyện gì? Khi tôi được tìm hiểu, có nghĩa là lúc hai ông bà vui vẻ ngồi nói chuyện bên nhau, kể về quá khứ để ôn lại như một chuyện vui, mà thời điểm là cỡ 50 mấy 60 rồi, thì ông mới kể lại ngày xưa có một lần ông đi ăn nem ăn chả đó mà. Chỉ cần bao nhiêu đó thôi, bà giận ông 20 năm sau mà không bao giờ nói chuyện tới. Tức là kể về một quá khứ, một thời điểm trai trẻ nào đó, cái chuyện đó như vậy mà bà hờn giận như vậy. Và hôm đó tôi ngồi gần một giờ đồng hồ để hóa giải cho hai người này. Và sự thật rằng trước mắt tôi thì cũng chưa thấy thành công, nhưng mà hai người hứa hẹn rằng sẽ hòa hợp, sẽ thay đổi một cái quan niệm. Và bà là một người Phật tử từng tu học tốt tại chùa Đức Viên ở tại San Jose. Và bà mới nói với tôi rằng bà đã từng hướng dẫn cho những người khác tu, bây giờ bà chỉ lấy đó xem như niềm vui. Thì bây giờ tôi mới nói rằng bà có thể hướng dẫn cho những người khác tu, như vậy một chúng sinh đang đau khổ kế bên bà, sao bà không hướng dẫn cho ông tu? Thì lúc đó bà mới chơi với.
Lúc đó tôi mới nói được rằng là một người kế bên bà đang đau khổ nè, đang sắp chết nè, đang chờ đợi sự tha thứ và bao dung nè, đang chờ đợi mấy chục năm rồi, tại sao bà không hướng dẫn để tu, để tha thứ những chúng sinh này? Bà đi làm chúng sinh ở đâu xa, chưa thiết thực lắm. Và chính cái điều đó bà đã ngồi suy tư rất nhiều, và bà hứa hẹn với tôi rằng bà sẽ làm được điều này trong một thời gian, nhưng đừng bắt vội quá. Bà rất ngại. Bà rất ngại, bây giờ tự nhiên đang giận cái tự nhiên làm quà, bà thấy bà quê quê sao á. Xin thưa với các vị, và chính cái điều đó cho nên là bà có hứa với tôi rằng bà sẽ làm được điều đó, và bà hứa dưới trước mặt các con. Và hôm đó tôi tặng cho hai người, ông một sâu chuỗi, bà một sâu chuỗi. Và tôi mới nói rằng bà hãy trao tặng sâu chuỗi này cho ông đi, và tôi mới nói rằng ông hãy trao tặng sâu chuỗi này cho bà đi, để xem như trao qua lại, để mang tính cách là gửi gắm sự tha thứ đi, để chúng ta làm quà. Và ngày hôm đó tôi chỉ thực hiện được như vậy thôi, và tôi bắt đầu chiếu hoằng pháp khác. Tôi không có biết sau này cái việc đó như thế nào, nhưng mà tôi tin chắc rằng mọi việc có khả năng thay đổi tốt. Xin thưa với các vị, như vậy thì chúng ta đã thấy được điều gì? Như vậy cơn giận làm chúng ta rất đau khổ, tạo ra ngăn cách hố sâu của khoảng cách của giận hờn, của bực bội, để ngăn cản tình cảm, sự giao thoa của chúng ta, sự đến với nhau của chúng ta. Và cơn giận này nó làm cho chúng ta dễ sanh ra hận thù. Mới đầu chúng ta chỉ giận như giận chơi thôi, hoặc giận để tự ái thôi, hoặc giận vì bức xúc nhất thời. Nhưng mà nếu cơn giận này được nuôi dưỡng lâu, nó sẽ trở thành hận thù. Và khi hận thù thì nguy hiểm lắm đó. Nếu chúng ta từ một cơn giận để nó dẫn đến hận thù, thì lúc đó chúng ta ở trong lòng chúng ta như một nọc độc. Chúng ta bắt đầu chứa đựng những cái thủ đoạn, những cái suy nghĩ để làm tổn thương đối tượng đã từng làm mình giận, và đối tượng đang làm mình thù đó. Tức là bắt đầu nghĩ ra những cái cách xấu để chúng ta có thể hại đi, triệt phá, để làm như thế nào đó. Từ ý niệm phiền não bắt đầu nó nuôi dưỡng ở trong lòng chúng ta. Chúng ta thấy ghê gớm lắm. Thấy đơn giản nhưng mà không phải dễ đâu. Đó là một cái chuyện mà chúng ta thấy rằng từ những chuyện rất đơn giản, chuyện nhỏ, mà nó có thể nó trở thành một cái chuyện to và chuyện lớn lên như vậy. Các vị thấy nguy hiểm vô cùng. Cho nên con người ta có nói bốn điều chúng ta không thể xem thường. Một hoàng tử nhỏ không thể xem thường, một chú tiểu nhỏ không thể xem thường, một đốm lửa nhỏ không thể xem thường, một con rắn nhỏ không thể xem thường. Không, một hoàng tử nhỏ chúng ta xem thường, nhưng mà hôm nay nó là con nít. Một hoàng tử nhưng mà con nít, nhưng mà mai này nó sẽ là vua. Quyền sanh sát, sự sống chết của bàn dân thiên hạ nằm trong tầm tay, nguy hiểm vô cùng. Một chú tiểu nhỏ không thể xem thường, hôm nay là một chú tiểu nhỏ, nhưng mai này trở thành một vị Phật, một vị hòa thượng, một vị thánh tăng, một vị làm lợi ích cho cuộc đời, không thể xem thường. Một đốm lửa nhỏ không thể xem thường, mặc dầu nó là một đốm lửa nhỏ, nhưng mà nó có thể sao? Tàn phá cả căn nhà, tàn phá cả khu phố, tàn phá cả khu rừng, chứ không phải là chuyện bình thường, phải không? Và một điều nữa, một con rắn nhỏ không thể xem thường, vì nó nhỏ thật, nhưng mà nó có khả năng gì? Có khả năng giết chết một con người, chứ không phải là chuyện bình thường. Như vậy, mặc dầu cơn sân của chúng ta hay là cơn giận của chúng ta, ban đầu chúng ta thấy nó không có gì. Tôi ghét quá tôi giận, nói xấu tôi giận, làm tôi bất như ý tôi giận, hay là ăn gian tôi giận, hay là nói những lời gì đó tôi giận, hay là cướp đoạt của tôi giận, hay là gây hấn tôi giận, gia chạm đến quyền lợi của tôi giận. Vô số nhiều cái để giận. Chúng ta xem như là một trạng thái giận đơn giản, nhưng mà các vị biết rằng những cơn giận như vậy nó là một đốm lửa đó. Nó có thể đốt cháy cả tất cả mọi thứ, và nó có thể từ một đốm lửa nhỏ nó phát tác, nó có thể cháy cả thành phố, chứ không phải chỉ vừa. Như vậy thì một đốm lửa giận nhỏ này, nếu chúng ta không khéo, chúng ta nuôi dưỡng, ôm ấp nó, chứa đựng nó, nó sẽ trở nên những cơn hận thù, và từ đó chúng ta thấy rằng rất nguy hiểm. Ngày xưa chỉ cần một lần của vua Tỳ Lưu Ly mà bị dòng họ Tích Ca xúc phạm đến danh dự của ông thôi, vậy mà đốm lửa giận này nuôi lớn để trở thành hận thù. Sau này ông kéo quân qua giết hết tất cả những người trong kinh thành Ca Tỳ La Vệ, giết hết tất cả những người trong dòng họ Thích Ca. Các thầy thấy ghê gớm chưa?
Đó là một ông vua nhỏ không thể xem thường đó, một hoàng tử nhỏ không thể xem thường đó. Và chính cái chỗ đó nuôi cơn giận để trở nên những sự hận thù và những sự phá hoại ghê gớm như vậy. Cho nên chúng ta biết rằng khi giận, chúng ta sẽ biểu hiện và bày tỏ những cái thiếu thông minh, thiếu khôn ngoan, và từ đó nó sẽ làm ra những cái lớn chuyện, những cái hư chuyện không hay. Cổ ngôn ta có nói một câu là sao? Ăn no thì sao? Ăn no thì mất ngon. Rồi sao nữa? Giận thì mất khôn. Tôi nghĩ ai cũng thuộc lòng. Nhưng mà các vị có làm được điều này hay chưa mới là quan trọng chứ. Bây giờ đang ăn gà xé phai ngon quá mà mới ăn có nửa bụng mà, lỡ có gì muốn dừng lại để giữ cái ngon, các vị có can đảm không? Hả? Có ai can đảm không? Đang ăn ngon quá mà mới có nửa bụng, cái thôi để nửa bụng còn lại để cho nó dành cho nó ngon đi, phải không? Làm được không? Khó lắm không? Đi ra chợ ăn tô hủ tiếu thôi mà đang ngon miệng, thậm chí ăn hết một tô rồi mà cảm thấy ngon miệng quá, chúng ta chưa chấp nhận dừng tới đó đâu. Làm sao? Làm tô thứ hai nuốt không nổi, có phải không? Nhưng mà lúc đang ngon miệng rất là khó kiềm chế. Thật ra tại vì cái đó nó không tội, vô thưởng vô phạt, ngon thì cứ ăn thôi không có việc gì. Nhưng mà chúng ta muốn dừng lại tới đó để giữ cái cơn ngon, để giữ cái hương vị ngon này là chuyện không phải dễ đâu. Thì đó là ta cũng nói là giận mất khôn. Chức pháp chúng ta biết thừa hiểu rằng khi giận lên là chúng ta mất khôn. Giận lên nói những lời không khôn ngoan, hành xử không khôn ngoan, mọi việc đều vụng về. Nhưng mà trái lại, khi con người chúng ta giận là nó cứ phát tác và chiều theo trạng thái tâm lý đó để nuôi dưỡng cơn giận và chiều cho cơn giận, mặc tình cho nó phát tác. Và chúng ta cảm thấy rằng rất hài lòng khi chúng ta phát tác càng dữ, có phải không? Chúng ta phát tác dữ chúng ta thấy nó đã gì đâu á, phải không? Cho nó xứng đáng, nó trả lại người kia cho nó đã. Chúng ta cảm thấy là như vậy, cho nên cứ dồn nén nó lên, cứ biểu hiện sân si, cứ nói cho nó sân si, cho nó biểu hiện cho nó nhiều cái câu đắng cay chua chát. Càng chua chát chừng nào chúng ta thấy nó hả đi chừng đó. Cho nên chúng ta cứ bơm cho nó, cứ nổ tới như vậy. Để sau đó rồi chúng ta rất hài lòng là mình đã đè bẹp được nó, mình nói những lời thắng nó, hay là mình đập cho nó xây xác gì đó, mình cảm thấy rất là vui. Con người mình là như vậy, thông thường thì chúng ta như vậy. Cho nên những câu chuyện giận mất khôn là cái đó là một sự thật. Và chính cái chỗ này chúng ta giận không khéo, chúng ta làm ra xanh chuyện rất là nguy hiểm. Bây giờ cái chuyện này đơn giản, các vị thấy không? Và tôi đọc báo vừa rồi đó, cái câu chuyện đơn giản này nè, cái chuyện ở đường Cống Quỳnh tại thành phố Hồ Chí Minh. Đơn giản chỉ như vậy, hai ba anh này là anh em bạn, buổi tối đi nhậu về có khoảng 9-10 giờ gì đó, đi trên hai chiếc xe SH. Khi đi ngang một cái cua quẹo của cái đường Cống Quỳnh ở quận 1 của thành phố, thì khi mà có một hai thanh niên nữa nó đi chiếc xe Novo ngược chiều lại, chỉ có cái sự va chạm cọ nhẹ gì đó thôi, thì cái anh mà đi xe mà SH đó, anh mới quay lại đảo xe trở lại, ép cái anh hai anh đi xe Novo á, ép vào sát lề và hỏi vài ba câu chuyện về rút dây nịch đánh tới liền. Không biết chuyện gì, chỉ cò quẹt chút xíu vậy là rút dây nịch đánh tới. Sau đó rồi hai cái anh bạn kia đó, anh cũng quay xe theo bạn của mình và cũng không biết chuyện gì, cứ lột nón bảo hiểm ra là đánh tới tấp. Nhưng mà vừa xong cái đó, hai anh kia cũng đâu có chịu nhường, sẵn có mang dao theo, rút hai con dao ra như vậy, cứ đâm xối xả tới. Hai người tử vong tại chỗ và một người đi bệnh viện. Chuyện đơn giản là chỉ cần quẹt xe nhẹ gì đó, thay vì nói một lời, hay là có thể chúng ta thấy rằng xe chúng ta cũng không hư hao gì, hay là gì đó, tha thứ một chút bỏ qua xong. Không có. Tức giận lên chỉ cần bao nhiêu đó, tự ái, bản ngã hay tất cả những gì đó, chúng ta bắt quay trở lại từ một việc đó để gây ra án mạng. Chúng ta thấy nếu chúng ta là một người bàng quan, hình dung lên một câu chuyện, chúng ta thấy rằng chuyện đó quá ư là dễ để mà giải quyết. Tại sao phải để đến sự sống chết liên hệ đến pháp luật? Và cái việc này nó rất là nguy hiểm như vậy. Mạng sống của chúng ta chỉ cần một chút giận hờn không đáng, chúng ta đã bán rẻ giữa cuộc đời này, giữa tuổi thanh xuân như thế này. Nhưng mà tuổi trẻ rất dễ mắc phải những chuyện này. Tuổi trẻ là nóng bỏng, bồng bột, nông nổi và kiêu ngạo. Tuổi trẻ là nó hay có như vậy.
giỏi giang thì kiêu ngạo, giàu có kiêu ngạo, đẹp đẽ kiêu ngạo, rồi nông nổi là do cái tuổi trẻ, cái tánh bồng bột nhiều quá mọi thứ. Hoặc là thậm chí những người được yêu thương quá, cho nên khi xúc chạm một chút gì đó, chúng ta cảm thấy bị tổn thương, bị đau khổ bởi những cái điều này. Đó là những trạng thái thường xảy ra để chúng ta bày tỏ cơn giận. Sự yêu thương quá cũng dẫn đến những tự ái và những giận dỗi. Và những giận dỗi đơn giản nó trở thành những cái giận lớn và nó gây đau khổ. Tôi nhận được một cái email của hai cái người này đi lao động nước ngoài, một cái email vô cùng thương tâm. Xin thưa các vị, tôi đọc qua cái email này tôi rất là xúc động. Và tôi cảm thấy rằng chính là từ những cơn giận nhỏ mà nó gây ra tác hại lớn. Hai vị này là một người con trai và một người con gái, yêu nhau. Và cả hai cùng đi xuất khẩu lao động ở tại nước ngoài, nhưng mà tôi không biết là nước nào. Người ta không có để là nước nào. Và cái email đó hỏi tôi như thế này, là cô này hiện giờ đang mặc cảm tội lỗi cho một cái việc mà chết người do cô gây ra. Thì nội dung của câu chuyện đơn giản là vậy. Một hôm hai người đang đi trên một cái bờ biển. Bờ biển ở tại nơi này nó có cái điều là bên này là vực của biển. Những vách đá này là những vách đá dựng đứng như thế này, chứ không phải bờ biển là những bãi lài như chúng ta mà ngồi trên mé cát để tâm sự như vậy. Nó không phải. Mà trên đây là bờ đá cao như thế này, và phía dưới là vực của biển. Đang tâm sự, nó có những chuyện gì đó hờn dỗi và không hài lòng, cho nên cô gái này hờn và không nói chuyện. Và cô này cảm thấy nói những lời sốc ấp với anh ta. Và anh ta mới nói rằng, nếu em không nói, em giận anh là anh sẽ nhảy xuống sông này đó, anh sẽ nhảy xuống biển đó cho em coi. Giống như là anh có thể nhờ dòng nước này để làm mát lại, chứ anh cũng bực lắm rồi, anh năn nỉ em nhiều rồi. Nhưng mà cô này là một cô gái được thương yêu, cô diễn tả lại là người yêu cô rất là thương và rất là chiều chuộng. Cho nên chính cái chỗ đó cô làm nư và làm nũng tới, và cô không có chịu nhường bước. Và anh này nhảy xuống thiệt các vị. Cái điều đó là nhảy xuống thiệt, thì cô này cứ nghĩ là đinh ninh rằng anh này là người biết lỗi, cho nên anh nhảy thì kệ anh chứ. Và cô này vẫn điềm nhiên. Nhưng mà chỉ có một điều trớ kêu là thật sự anh này biết lỗi thật. Nhưng mà khi nhảy xuống dưới, những vật đá nó đứng vững như đây, thành ra không có chỗ bám, bám không có được. Thì lúc đó đó, anh ta mới chới với ở giữa dòng nước là khi nhảy xuống dưới nó bị đuối á, là không có chỗ bám trên vách đá. Thì cô này lúc đó mới quýnh lên rằng là không ngờ rằng ở dưới nó lại là vực. Như vậy lội cả một đoạn dài cũng không có chỗ để lên và không biết đường để đi lên. Thì cô ta lúc đó thật sự mới tỉnh hồn lại và quýnh quán hết trơn rồi. Cô ta mới thấy một chiếc tàu chạy xa xa, và cô ta mới ngoắt để kêu. Cô ta kêu với cái chiếc tàu đó như vậy, nhưng mà thật sự những chiếc tàu này người ta không có để ý. Và khi một cái dòng biển lớn như vậy, những tiếng kêu của mình nó loãng trong không khí, không dễ gì mà nghe. Và lúc đó chiếc tàu đó cứ thầm lặng chạy qua mà không thể quay trở lại để cứu người yêu của cô ta. Và lúc đó quýnh quán lên, cô mới gọi cảnh sát. Trong lúc cô gọi cảnh sát là cái người yêu cô đã bắt đầu chìm dần trong nước rồi. 10 phút sau cảnh sát mới có mặt. Thật ra cái gọi cảnh sát đó cô không nghĩ ra được cái cách gọi cảnh sát, mà nhờ những người đi tản bộ trên bờ biển đó mới gọi cảnh sát hộ cô ta. Và sau đó rồi khi cảnh sát tới nơi là anh ta đã chìm sâu trong lòng nước rồi. Và 2 tiếng đồng hồ sau mới tìm và trục vớt được xác anh ta lên và đem vô bệnh viện thì không thể cứu được. Và cô ta kêu gào thảm thiết giữa cái đó. Và cô ta lúc mail cho tôi là cô ta nói rằng thân xác người yêu cô đang đông lạnh ở tại đó để chờ người Việt Nam sang để đi thiêu và nhận cốt đem về. Và cô ta cảm thấy mặc cảm tội lỗi trào dâng. Và cô ta nói, thưa thầy, con tội gì, con sẽ trả quả báo như thế nào về điều này. Và người thương của con là một người rất tốt, anh hiền lương, anh cũng là Phật tử. Như vậy sau khi chết như vậy, anh có được sanh cõi trời hay không? Việc đó tôi chia sẻ ở dịp khác. Nhưng mà tôi muốn nói rằng, khi mặc cảm tội lỗi của chúng ta nó khởi lên từ những cơn giận như vậy, đó là xuất phát từ những cơn giận. Thật sự cơn giận đó chỉ là giận dỗi thôi, giận cho một chuyện hờn mát, một chuyện bức xúc, một chuyện gì đó bị tổn thương đến tình yêu, hay là có rất có thể cô ta là một người để thể hiện nữ tính của mình, và chính chỗ đó đã giết người yêu mình một cách rất là vô tình, từ những cơn giận như vậy. Như vậy các vị thấy rằng, những cái hành động nho nhỏ, những cái cơn giận như vậy mà chúng ta không biết làm chủ,
không biết kiềm chế, thì chúng ta thấy nó trở nên một tai họa vô cùng lớn không? Chúng ta thấy khủng khiếp chưa? Nhưng mà lúc chúng ta giận chúng ta đâu có biết. Đã gọi là giận mất khôn thì lúc đó chúng ta đâu hiểu rằng giận để mà mất cái gì, hay là giận để tổn thương cái gì, chúng ta đâu có nghĩ tới được. Chúng ta cứ đinh ninh giận cho thỏa mãn cái bản ngã của mình, những cái sự bức xúc và bất như ý này thôi. Rồi sau khi cái cơn giận trôi qua, chúng ta mới hối hận, đau khổ hay là nuối tiếc những gì mà chúng ta lỡ gây ra như vậy. Cái chuyện đó là chuyện rất là thường xảy ra như vậy. Vợ chồng chúng ta cũng thế. Đôi khi có những cơn giận chúng ta nghĩ giận để rồi trôi qua, nhưng vô tình một cái giận và tự ái nuôi dưỡng leo thang để đổ vỡ gia đình, để ly hôn, để ly tán, để chia tài sản, tình cảm này mất hết. Và đôi khi chúng ta nhìn lại một cơn giận không đáng để nó xảy ra, đáng tiếc, đáng hận ngàn năm. Đó là điều thường xảy ra. Cách nay chừng vài năm có một cái cô này, cổ là gia đình giàu có chứ không phải không. Nhưng mà khi cổ gặp tôi, cổ nói như thế này: thưa thầy, nếu cách đây vài năm con nghe được những đĩa giảng của thầy thì chắc là gia đình con không đổ vỡ như thế này, để đem đến sự đổ vỡ. Tại vì lúc đó chỉ là những cơn giận đơn giản mà hai người leo thang với cơn giận, trở nên ra tòa ly dị, tan nát cả hạnh phúc gia đình. Chúng ta phải rất để ý những cái điều này. Cho nên giận là một trong những cái căn bản phiền não của chúng ta, là một trong những thứ ba độc. Độc có nghĩa là một sự nguy hiểm, một sự tác hại, một sự phát tác ra sẽ làm cho chết người, sẽ làm đau khổ, sẽ thiêu đốt cả mọi thứ. Đó là ba độc gồm gì? Một, tham; hai, sân; ba là si. Một trong ba độc, cơn giận đó là gì? Của cái gì? Giận là của cái gì? Thuộc về gì? Thuộc là, giận là thuộc về, về sân, đúng rồi. Giận là thuộc về sân đó. Trong sáu căn bản phiền não: tham, sân, si, mạn, nghi và ác kiến. Đây là sáu căn bản phiền não. Nó đã được in trí quân tập từ nhiều đời nhiều kiếp. Nó có mặt cùng song hành với sinh mạng của chúng ta trong vô số kiếp cho đến bây giờ. Nó đã chứa nhóm sẵn ở trong lòng rồi. Khi nào thành A-la-hán, đắc A-la-hán, hay là khi nào thành Phật mới có thể giải quyết được những dây mơ rễ má của những thứ phiền não này. Còn trên căn bản của nó là nó vẫn phát tác âm ỉ trong chúng ta, tùy cái sự khéo léo tế nhị của mỗi người mà nó có sự biểu hiện khác nhau về những cơn giận. Và những cái tùy phiền não nó kéo theo trong để là những cái phiền não con hệ lụy của căn bản phiền não, đó là phẫn hận phú não tật sang cuốn xiểm hại kiêu. Thì những cái tùy phiền não nó lệ thuộc vào cơn giận, nó bao gồm phẫn hận não. Đây là những cái nó thuộc về những phiền não con của cơn sân, của cái căn bản phiền não là cái sân. Sân giận nó kéo dẫn đến là phẫn, tức là phẫn quốc, phẫn hận tức là thù hận, thù giận. Phú não, não là sự buồn bực bức rứt và suy niệm những ý nghĩ khó chịu. Ở trong đây tất cả những cái đó là những cái hệ quả của những cái phiền não gốc, và nó dẫn đến các cái hệ lụy của phiền não con, và khi đó nó sẽ phát tác. Vì cái cơn giận nó xảy ra, chúng ta không có nhận thức và kiềm chế được, cho nên chúng ta dễ hành động nông nổi và dễ hành động dại khờ trong lúc chúng ta giận, để biểu hiện ra ba nghiệp: thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Những cơn giận được biểu hiện qua thân, những cơn giận được biểu hiện qua miệng, những cơn giận được biểu hiện qua ý. Chúng ta có nhận thức được cái này không? Có những khi sân chúng ta biểu hiện qua trong tâm ý thôi, tức là chúng ta tức lắm, giận lắm, thù lắm, ghét lắm, nuôi ở trong lòng. Nhưng mà chỉ là lúc đó nuôi ở trong lòng, tức là thấy, người ta nói là sao? Thấy kẻ thù như gì? Như gai gai đâm vào mắt, có phải không? Chúng ta thấy kẻ thù là bắt đầu ở đây chúng ta nảy lửa lên đó, mắt chúng ta bắt đầu sáng hơn bình thường rồi đó, phải không? Sáng mà không phải để nhìn họ, mà ví dụ bây giờ tôi đi đây, tôi chuẩn bị tôi gặp cái cô này là kẻ thù của tôi đi, nhìn đằng đó thấy được rồi, con mắt nó nảy lửa lên rồi, nhưng mà tôi có nhìn trực diện cô đó không? Nhưng mà tôi nhìn tàn thuốc hay dế nhũi hay chó mèo gì xung quanh, có phải không? Giận tức lắm nhưng mà đâu có nhìn, can đảm để nhìn, mà lúc đó kiếm coi có dế nhũi hay là kiếm coi có tàn thuốc gì không, phải không? Hoặc là nhìn trên trời coi có con chim nào đang hót, mặc dù trời đang lạnh giá chả có con nào, có phải không?
Tức là giận tức như vậy nhưng mà nảy lửa mà không có đối diện, mà nhìn né né tránh tránh, nhưng mà trong lòng nó làm sao á, tôi ước gì mày đi mày dấp cái tàn thuốc cái gì, mày té mày dập cái máu mũi một cái tao sướng gì đâu, có phải vậy không? Không có nhìn trực diện, nhưng mà lòng chúng ta bắt đầu diễn dịch ra, diễn gian dịch ra đủ thứ. Hay là mày đi ha, mày chạy xe đi một hồi mày lủi vô cột đèn gì đi, tao sướng gì đâu. Tức là mình tức cái mình cứ nghĩ ra những cái dớ dẫn như vậy. Và khi người ta được an ổn trôi qua, tự nhiên mình tức, mình nuôi như vậy. Cho nên những cái đó tôi gọi là những cái cơn giận, nó còn nằm trong ý, tức là tư duy. Tức là cơn giận này nó được biểu hiện qua ba nghiệp, mà trước hết là ý nghiệp, tức là suy nghĩ, tạo tác những hành động, những suy nghĩ từ tâm ý để suy nghĩ ra những hành động bất thiện này. Và chính cái hành động bất thiện này nó bắt đầu nó gặm nhấm tâm hồn của chúng ta rồi đó. Nó bắt đầu nó phá hoại tánh thiện của chúng ta rồi đó. Bắt đầu nó nuôi dưỡng những ý niệm xấu để nghĩ về người khác, để tìm mưu mô và suy nghĩ đến độc hại. Và trong cuộc đời chúng ta thấy trớ trêu thay khi chúng ta nghĩ như vậy, nhưng mà những người đó họ lâm nàn, tự nhiên chúng ta cảm thấy hạ dạ. Và nhưng mà những người có lương tâm hơn, khi thật sự mình nghĩ thì chua chát, nhưng mà họ lâm nàn mình thấy sao? Hối hận và xót xa. Cái đó nó tùy lương tâm của mỗi con người được biểu hiện khi điều đó. Nhưng mà đó là mới ý nghiệp thôi. Ý nghiệp bắt đầu nó thể hiện qua khẩu nghiệp ha, qua khẩu nghiệp bắt đầu là nó có hành động rồi đó, bắt đầu có sự tạo nghiệp rõ ràng rồi đó. Giận ai, tức ai, giận điều gì đó, mình nói phải cho chua chát, nói phải cay độc, nói phải để cho nó chết người, chúng ta thấy mới yên tâm. Có những bà mẹ la một đứa con, la quá, la ghét rồi nó dường như nó hư sao đó. Cuối cùng có những người nó: mày á, cái thứ mày là thứ quỷ, mày đầu thai trên cuộc đời mày hại tao, mày phá tao nha. Mày mà đi uống thuốc chuột, mày tự giận á, tao mua con heo tao cuốn trời đất liền đó. Tức quá nói như vậy. Nhưng mà nhỏ này cũng thuộc về cái dạng thứ dữ. Má nói một cái đi mua thuốc chuột về làm liền. Rồi sống hay chết? Chết. Rồi bà mẹ có đi mua heo về cúng tế trời đất không? Chúng ta thấy vậy. Tức quá bắt đầu biểu hiện qua ngôn ngữ, nói những cái lời để mà cho xứng đáng. Nhưng mà sau khi nó để ra một cái tác hại quá nguy hiểm rồi, cuối cùng chúng ta ân hận. Chúng ta ân hận. Vợ chồng chúng ta cũng vậy. Giận nhau chúng ta hay thách thức: tao thách mày đó. Hay là vợ thách là chồng: tao cũng thách mày đó. Hay vậy. Hay là mình á, mình cứ suy nghĩ như thế này: bà vợ mình nói những lời cằn nhằn gì đó khó nghe, mình có nói mày là vợ tao chứ bà nội tao sao mày làm dữ vậy, hả? Phải không? Và ngược lại, nếu ông chồng làm một cái điều gì đó cằn nhằn và nói những lời khó nghe, thì bà vợ cũng nói rằng: ông là chồng tôi chứ bộ ông nội tôi sao mà làm dữ vậy. Và hai ông nội bà nội bắt đầu leo thang, leo đã rồi cuối cùng sao? Nhà ai nấy ở. Xong. Cái này là chúng ta thấy lúc cơn giận chúng ta nói vậy đó, nó cứ phát tác, nó biểu hiện như những cái như vậy đó. Mà tại sao chúng ta không cảm thấy rằng những điều như vậy nếu nhường nhau một bước rộng đường qua mà? Tại sao không suy nghĩ cái đó là nếu mình nhường một chút để được hạnh phúc cho chính mình, chứ đâu phải hạnh phúc trong thầy Phước Tiến đâu, có phải không? Gia đình. Xin lỗi, các vị thấy có phải không? Các vị nhịn nhau để các vị có hạnh phúc, và các vị nhịn nhau thầy được hạnh phúc. Thầy đâu có can thiệp vào cái hạnh phúc của các vị đâu. Các vị nhịn thì các vị được hạnh phúc, tha thứ bao dung thì các vị được hạnh phúc. Và trước mắt các vị làm cho tâm hồn mình rộng lớn ra, thanh nhàn ra. Đó là một cái điều như thực mà. Vậy mà không có chịu đó, trong tâm ý cứ là giận nhau rồi phát tác ra ngôn ngữ. Ngôn ngữ chưa xong đâu, bắt đầu ngôn ngữ mà chưa hả đó, đau búa miệng lưỡi mà chưa đã rồi đó, bắt đầu tới cái gì? Tới ra thân, lúc đó mới ngon lành đó. Lúc đó là toàn là võ sư và võ sĩ không đó. Khi giận quá rồi tự nhiên chúng ta như thế. Chúng ta bắt đầu biểu hiện qua thân thể, tay đá, chân đấm này kia, đủ thứ dạng như vậy, để cho người này phải phun máu, người kia phải dập mũi, người này đi bệnh viện, người kia thế này thế khác. Chúng ta thấy các cái nghiệp nó được biểu hiện từ dần dần qua ba nghiệp. Cơn giận này được biểu hiện qua tâm ý, qua ngôn ngữ và qua hành động. Và chính cái này nó là cái điều rất nguy hiểm
để nó phá vỡ tất cả những cái gì mỗi yêu thương, những gì hạnh phúc đang có, những sự nghiệp, tất cả mọi thứ giận nhau hết, và làm những chuyện dại khờ. Và hai chúng ta giận rồi, chúng ta lại làm cho những người xung quanh mình bị dăng miệng lây luôn, có phải không? Lúc đó hai vợ chồng giận tự nhiên lôi con ra đập tới, nó không biết chuyện gì hết trơn á. Ba má tôi khùng sao mà tự nhiên vậy, cãi nhau không dám đập lộn nhau đi, đem lôi con ra đánh, hay là đem cái chuyện khác ra móc đâu cái chuyện hồi năm nẫm nào đó bắt đầu đánh. Cơn giận được trút lên con cái của mình, người này của mình. Và lúc đó người hàng xóm nào mà không khéo nó chạy qua lãnh đạn cho mà coi, thử đi, càng vô một cái lãnh đủ cho. Các vị thấy là như vậy đó. Có những người ngộ, vợ chồng giận nhau cãi nhau cái sách chén đũa đồ ga đập, tivi đồ ga đập, tủ ga đập, tất cả những cái đó. Chúng ta lại giận nhau, lại làm bằng những chuyện mất khôn như vậy. Những cái này chúng ta từng nâng niu, từng hy sinh trong cuộc sống, lao động chắc góp để mua được một chiếc xe, mua được một cái quần, cái áo, mua được một cái chén, một cái tivi, một cái tủ lạnh gì đó. Khi giận lên chúng ta lấy búa chúng ta bửa hết tất cả những cái này. Thậm chí áo chúng ta ra chúng ta lấy kéo chúng ta cắt, mạnh chồng lấy chén ra đập, mạnh vợ lấy áo ra xé. Tất cả những cái đó chúng ta làm không biết cái chuyện gì. Tôi nói thật, người ngoài nhìn vô tôi không hiểu hai người này đang là cái gì luôn á. Và chúng ta thấy là như vậy. Từ những cơn giận của chúng ta nó dẫn đến những cái điều vô cùng nguy hại. Như vậy chúng ta thấy rằng những chuyện đó chúng ta thấy có nên hay không? Bình thường chúng ta biết rất rõ là sao? Là không nên tí nào, có phải không? Nhưng mà khi giận lên chúng ta có biết được như vậy không? Sao khi giận lên chúng ta không biết được rằng cái này là từng công sức của chúng ta làm nên, cái này từng hy sinh của hai vợ chồng làm nên, cái này là sự tích góp chắc chiêu của biết bao ngày cực khổ làm nên, chúng ta không biết gì chứ. Lúc giận lên biết gì chứ, đập cho đã cuối cùng rồi mai mốt làm còng lưng để sắm lại, có phải vậy không? Thậm chí giận quá không biết làm gì, đi mua thuốc độc về uống thuốc tự giận. Sao kỳ á, có những lúc như vậy giận không làm gì được, ai cũng muốn thuốc tự giận để hả, tự giận cho chết đi để hả cơn giận. Các vị có làm được, có hả không, có giải quyết được điều gì khi các vị mua thuốc độc uống không? Không, chúng ta thấy rất rõ nó là như vậy. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy những cái điều này mà chúng ta không nhận diện ra được, chúng ta không biết tu tập, không biết kiềm chế, chúng ta sẽ tự phá hoại đời mình và tạo biết bao nhiêu nghiệp chướng từ những cái hờn ghen oán ghét của những cơn giận như thế này. Cho nên tôi nghĩ rằng khi các vị may mắn là các vị là người Phật tử, các vị có tu học, các vị nhận thức được giáo lý, các vị nhận thức ra được chính mình vô cùng nguy hiểm, nhận thức ra được điều này để giúp chúng ta hoàn thiện được tốt hơn. Cho nên tôi mới nói thêm một ý nữa là có những khi giận chúng ta làm những việc ngu si, và để khi cơn giận lên chúng ta để bị mắc lừa những cái kẻ khác, có gì những kẻ cố tình chọc chúng ta giận để nó dụ khị mình một cái gì đó. Chúng ta thấy chiến trường thường xảy ra những điều này, những tâm lý chiến thường là những điều này, chọc những người khác giận để chúng ta phá hoại một điều gì đó, hoặc chúng ta đang mưu đồ một điều gì đó. Chúng ta thấy đời ở ngoài á, nó thiếu nợ nó chọc cho chúng ta chửi, phải không? Chúng ta giận lên của nợ mà chửi rồi là của bỏ, phải không? Tức là chọc cho chúng ta giận lên, làm những cái điều kích thích để chúng ta gây giận lên. Chúng ta nhớ ngày xưa, đây là một câu chuyện nhỏ trong chuyện Phong Thần. Chúng ta nhớ rằng cái câu chuyện giữa Trụ Dương, Đắc Kỷ, và trong đó có một vị trung thần, đó là gì? À, Tỷ Cang, ai nhớ đúng á, chính xác. Chúng ta thấy rằng Tỷ Cang là một trung thần. Đắc Kỷ phá hoại triều đình của nhà Thương, tức là phá hoại vua Trụ á, tan nát hết tất cả. Tất cả các trung thần đều phải chịu chết với những cái thủ đoạn mưu mô của cô này. Nhưng mà vậy cuối cùng còn một người duy nhất, đó là Tỷ Cang, là một bậc trung thần, mà đây là một cái gai chướng mắt trong mắt của Đắc Kỷ. Bởi vì tất cả những thủ đoạn mưu mô đều có sự can thiệp của ông. Tỷ Cang có một điều quan trọng là ông có một trái tim chín lỗ lận.
Và cái này làm sao để hại được tỷ can? Đây mới là điều quan trọng, để nhổ được cái gai trong mắt mình. Cho nên đắc kỹ nghĩ hết tất tất cả các kế mà có thể giết được tỷ can. Bởi vì xưa nay ông nào nó cũng giết được, chỉ có duy nhất là tỷ can chưa chết thôi. Cho nên nó nghĩ ra một cách là nó giả vờ đau bụng, đau bụng lăn lộn mà chết sống như vậy đó. Và cuối cùng vô trụ kêu tất cả các ngự y mà để chữa trị, chữa tất cả mọi thứ mà đều không hết. Có ai mà trị hết được bệnh giả bộ không? Đưa tay lên cho thầy coi, ông lương y bác sĩ nào giỏi nhất trên cuộc đời này chữa trị giùm hết bệnh giả bộ coi. Hả? Mà hai bệnh giả bộ không bao giờ trị được, đó là bệnh gì? Nhức đầu, đúng rồi đó, gọi gì nữa? Đau bụng, đúng rồi. Hai cái bệnh này mà bệnh giả bộ cái gì thì không biết, mà bệnh nhức đầu và đau bụng là không có một ông nào có thể trị hết được. Các vị mà nói là nhức đầu là ta thua, các vị diễn lý do đau bụng là ta thua. Nhưng mà các vị nói là tôi bệnh tim, bệnh phổi, bệnh ruột gì đó nghe, không được à? Hay là bệnh một cái gì đó, mắt tai mũi lưỡi gì, không được à? Nhưng mà các vị cứ nói chung là tôi nhức đầu quá, là có nghĩa là ông bác sĩ cũng bó tay nữa, chứ đừng có nói mà tới bạn bè mình. Cho nên mai mốt đi mà ai ép mình vô hoàn cảnh nào khó chịu quá, mình nói tôi nhức đầu quá, có nghĩa là nó bó tay thôi. Lúc đó bác sĩ cũng biết đường quơ nữa, chứ đừng nói tới bạn mình, đúng không? Hay là nói là tôi đau bụng quá, ví dụ nó mời ăn, nó ép uống rượu gì đó, tôi nói tôi đau bụng quá. Đừng nói đau cái gì, chứ nói đau bụng vậy thôi là tự nhiên không ép được. Cho nên cái đau bụng giả bộ và nhức đầu giả bộ thì cả nó thật ngữ y của vua trên cuộc đời này cũng bó tay, có phải không? Thành ra đá kỹ nó bệnh đau bụng, đau bụng của nó ngữ y sao trị được. Nhưng mà vậy cuối cùng á, ông trụ dương mới nói rằng á, như thế á, nàng bệnh như thế này, thế này, làm sao mà chữa trị? Cả ngữ y cũng trị không được nữa. Lăn lộn kêu gào như vậy thì sao? Nó có một thứ trị được, hỏi gì? Nó là trái tim của tỷ can á. Ông vua trụ nghe nói tới cái này sửng sốt, biết là một trung thần, một vị tài ba, đâu dễ dàng gì có thể xâm phạm được như vậy. Và ông biết cái đó là cái nguy hại của đất nước mà. Nhưng mà rồi cuối cùng cũng tìm cách để sao móc được trái tim đó. Và trước khi chết, tỷ can có về thưa với thầy mình là đắc kỷ vậy 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 đó, bây giờ muốn ăn tới trái tim của con nữa, bây giờ thầy có cách nào để giúp con chữa trị không? Bây giờ vua trụ buộc con phải móc trái tim cho nó ăn rồi. Thì lúc đó thầy nói là con hãy đi xuống đó cứ rạch ra móc trái tim đưa cho nó ăn đi. Nhưng từ đó đi về tới nơi chỗ thầy phải im lặng mà về, chứ không được nói. Tức là giữ im lặng phăng phắc như vậy đi trở về, thì con được im lặng như vậy thầy sẽ cứu con. Thì tỷ can đinh ninh câu đó để thầy mình dặn, và đi đến móc trái tim cho trụ dương để làm thuốc cho đắc kỷ uống. Nhưng mà đắc kỷ là người nó có cái ma đạo, biết được những cái điều trong suy nghĩ của người khác, cho nên nó biết rằng là tỷ can móc tim cho nó nhưng mà vẫn chưa chết. Và biết rằng nếu để tỷ can im lặng về tới nhà, tới nơi của ông thầy của tỷ can, thì tỷ can sẽ sống lại, thì cái gai trong mắt mình sẽ bị chướng nữa. Cho nên nó quá ra một người bình thường, cởi một con ngựa đi phía trước ông, lúc nào cũng đi ràng ràng trước mặt. Từ trên đường về, tỷ can đã nghe lời thầy dặn là quyết lòng im lặng, cho nên không có nói. Vậy mà nó cứ đi đằng trước, nó cầm một cái giỏ rau, nó bán mà nó rau gì? Ai mua rau vô tâm không? Ai mua rau vô tâm không mà nó cứ bán hoài như vậy? Nó tràn ràng trước mặt ông. Ông đã im lặng nhẫn nại, nhẫn nại, nhẫn nại, nhẫn nại tới một quãng đường rất dài mà nó vẫn cà cà vòng 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 để nó ai mua rau vô tâm không hoài. Thì lúc đó cái cơn giận chịu đời không nổi, quá tức lên đi phẫn quất cho một cái việc đó. Ông mới la lớn lên, mày bán cái rau vô tâm là rau gì? Té ngựa chết. Các vị thấy không? Như vậy câu chuyện này là câu chuyện trong Phong Thần. Rất có thể đây là một chuyện truyền thuyết như thế nào, nhưng mà nó dạy chúng ta một bài học. Đối thủ có thể giết chết mình bằng những cơn giận như vậy, nếu biết mình là người bốc đồng sốc nổi nó như vậy. Trong chiến trường, tình trường hay là mọi thứ cũng vậy. Biết được cá tính của mọi người, đây là cái đối tượng mà nó đang làm một điều gì, nó phải biết được cá tính của người đó. Người ta muốn hại được mình, người ta phải biết cá tính của mình gì. Cá tính mình tham sắc hay là tham tài hay là tham danh, tham vị gì đó.
cá tính mình sân nhiều, si nhiều hay là tham nhiều, giận nhiều gì đó. Phải biết được cá tính của đối phương thì bắt đầu nó mới có cái phương kế để nó hại được người đó. Cho nên các vị biết rằng người bị hại luôn luôn lúc nào cũng nằm trong sự phán đoán và tính toán rất kỹ của những người chủ động hại mình. Biết rất rõ tâm thức của người này. Hại một người con trai, một người con gái, thậm chí phá hoại trong tình yêu, phá hoại trong sự nghiệp, phá hoại trong danh dự, cũng đều biết rằng những sở trường, sở đoản và những cá tính của người này. Nếu biết người này có cá tính sân giận, nó sẽ đi bằng con đường để chọc người này giận lên để phá vỡ. Như vậy thôi. Cho nên nó phá hoại tình địch cũng bằng chỗ này. Biết tình địch có nhiều nóng giận, nó cũng tìm cách phá vỡ để ly dị hay để chia tay, để thế này khai ca. Và điều này mà cổ nhân chúng ta từng nói là ví dầu tình bậu muốn thôi bậu gieo, tiên giữ cho rồi bậu đi, là chỗ này. Nó muốn đi, nó xách gói ra khỏi gia đình, nó không biết làm chứ gì, nó chọc chồng giận, chọc vợ nó giận, cãi nhau cái đặng nó xách gói ra đi để danh chánh ngôn thuận. Nó đi chơi mà, muốn đi chơi xin thì khó, thành ra cãi lộn nhau xách gói ra đi dễ hơn, không phải không? Cho nên có những khi chúng ta coi chừng bị mắc bẫy nha. Bữa nào vô tình đó, ông chồng mình về hay bà vợ mình về, tự nhiên kiếm chuyện để gây lộn, cái xách gói ra đi là coi chừng bị mắc bẫy. Nó muốn đi cho nên nó kiếm chuyện, nó chọt mình cho nó nóng giận để cãi lộn, để rồi đi nè, để dễ đi hơn nè. Cái này coi chừng bị mắc bẫy á. Có ai bị cái này chưa? Hả? Có. Xin thưa các vị, cái này là thận trọng thôi. Có những người làm bằng những cái thủ đoạn, những hành động hơi thấp kém như vậy. Chuyện vậy đó. Muốn bỏ nhà ra đi không có cớ, bắt đầu nói bậy nói bạ gì để châm chọc cho dần nóng lên nặng á, xách xe đi, xách gói đi, vậy thôi. Cho nên ở đây khi chúng ta giận quá mất khôn và dễ bị những kẻ xấu lợi dụng sân si của chúng ta. Trong vấn đề tu tập thì sao? Trong tu học chúng ta từng được cảnh báo rồi. Một ngọn lửa sân thì sao? Một ngọn lửa sân thì đốt cả rừng công đức. Cái này là hoàn toàn đúng. Rất có thể cái ý niệm sân si này chúng ta có thể phá hoại hết tất cả những sự đóng góp tu tập trong cuộc đời của chúng ta. Có những người Phật tử rất trung kiên với đạo, rất tốt với đạo, rất tốt với tăng ni, nhưng mà phải một chuyện gì đó bất như ý, bốc đồng một cái, trở nên rũ áo và phản nghịch lại với tăng đồ, và trở thành những người phá hoại đạo pháp. Có những người vì một cơn sân giận đó đã làm tan nát hết tất cả những công đức đóng góp của mình trong một cuộc đời, cho dù một lời vô tình hay cố ý của ai. Có những người đi chùa vì một sự ứng xử nào đó vụng về của ông thầy trụ trì, chúng ta ra rao bán tất cả những cái điều đó để chúng ta làm tổn thương như vậy. Ở đây do những cái tự ái, những cái thành kiến cá nhân mà chúng ta lại làm nhiều chuyện hư hại như vậy. Cho nên Tổ Đức từng dạy: nhất niệm sân tâm khởi. Cái gì nữa? Cái gì nữa? Bách vạn chướng môn khai, là chỗ này. Một niệm sân tâm mà khởi lên rồi là hàng trăm ngàn cái cửa lỗi như vậy nó đều mở ra để đón chúng ta. Đón chúng ta đi vào nẻo ác, đón chúng ta vào nẻo tội lỗi. Ở đây chúng ta thấy vô cùng quan trọng. Ngày xưa có một câu thiền thoại, ông này hình như là tướng quốc Bùi Hưu, không biết cái chính xác hay không, tôi nhớ mang máng rồi. Đến gặp một vị tổ, ông hỏi một vị hòa thượng, một vị thiền sư, hỏi vậy. Bạch hòa thượng, ở trong kinh Phổ Môn nó có câu là: hắc phong suy kỳ thiền phưởng, phiêu đọa la sát quỷ quốc. Tức là gió đen, hắc phong là gió đen, thổi tắt ghe thiền kia, trôi dạt vào nước quỷ la sát. Thì cái câu đó trong kinh Phổ Môn nói như vậy, nó có cái ý gì? Thì lúc đó một vị thiền sư chỉ vào mặt tướng quốc Bùi Hưu mới nói một câu như thế này: ông làm một tướng quốc mà lại hỏi tôi một câu ngớ ngẩn như vậy à? Thì lúc đó tướng quốc là một người lớn, danh phận địa vị lớn trong nước mà, mà một ông thầy lại chỉ vào mặt mà nói một câu như vậy, ông đỏ bừng mặt lên vọng sân si. Thì lúc đó vị thiền sư mới chắp tay chào: đó là gió đen. Chỉ vô cái mặt ổng lúc đỏ bừng lên á, thấy đó là gió đen. Gió đen là sân si của ông đó. Ông bị sân si nó làm cho ông tắt vào quỷ la sát. Tức là vì sân si này nó đã dẫn đến
con đường đau khổ dẫn đến địa ngục, dẫn đến những cái con đường xấu ác, dẫn đến tai họa, dẫn đến cái này cái kia. Các vị thấy ghê không? Một câu kinh đơn giản như vậy nhưng mà hàm chỉ một cái ý rất tuyệt vời. Và một vị thiền sư vô cùng tuyệt vời chỉ rất rõ ngay trạng thái đó. Tướng Quốc Bùi Hù cảm thấy giác ngộ liền ngay cái câu đó. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng đó là những điều mà nếu trên con đường tu tập, những cơn giận, những cơn si này không được sự điều phục của chúng ta, nó sẽ dẫn đến tai họa như vậy. Bà Thanh Đề sở lên một con người đối nghịch với đạo Phật cũng từ những cái sân giận này. Quá giận đi chăng nữa, nếu các vị đọc về tiền sử, các vị đều biết cái câu chuyện này. Các vị biết trước kia bà Thanh Đề là một người sùng tín Phật Pháp, một người Phật tử rất thuần thành, kính trọng tăng ni, một mực như vậy. Nhưng mà một hôm bà có một tâm nguyện là vậy nè, bà chuẩn bị 3 ngày 3 đêm như vậy, bà đi tắt, bà lựa những hạt thóc á mà không bị mẻ, để bà để dành thành một cái chum nếp và một chum gạo để bà đến mà cúng dường. Cả hai vợ chồng thức đêm ngày như vậy, tách những hạt gạo, gạt nào mẻ bỏ ra, làm sao tách được những hạt nguyên vẹn như vậy mới lấy, và được một chum gạo, một chum nếp như vậy. Lòng thành kính chư tăng, thành kính Phật, cho nên bà mới đem đội trên đầu, bà từ nhà bà đội trên đầu và đi đến chùa và cúng. Hòa thượng á, là người chủ trì trong chùa đó, biết rất rõ hôm nay là có bà Thanh Đề đến cúng dường gạo, và cúng dường bằng một cách thành kính như vậy đó, cho nên hòa thượng có việc phải đi. Cho nên hòa thượng dặn hai cái chú tiểu đệ tử ở nhà đó, hôm nay có đại lễ nha con, chuẩn bị đèn nhang trang nghiêm bàn Phật và ra tận ngõ môn để chờ đợi, để đón một thí chủ, đại thí chủ đến cúng dường. Hòa thượng dặn xong việc, hòa thượng đi. Ở nhà chú tiểu cũng nghe lời hòa thượng dặn, đèn nhang tuôn tất sạch sẽ và ra tận ngõ môn để đón. Đứng từ sáng tới trưa, sao không thấy xe gỗ nào chở đồ đạc y xèo đến hết á, mà sao thấy có một cái bà già này, bà đội cái chum gạo nhỏ xíu như thế này, bà lượm thượm bà đi tới. Hai chú tiểu này đợi tới giờ này, tới giờ ngọ rồi mà đâu thấy đại lễ nào đâu, thấy có bà già đội chung gạo mà sao thầy minh dặn vậy. Thì bà già mới đến trước tới cổng, đó là bà Thanh Đề, để bà cúng. Thì khi bà đến, bà đến bên cúng, hai chú tiểu này chề môi, con chung gạo mà cúng hô đại lễ. Cái câu này nó sọt vào trong tai bà Thanh Đề, một lòng thành kính đã bị xúc phạm, đã bị xúc phạm tổn thương một cách nặng nề, cho nên trong lòng bà bắt đầu bừng dậy cái sự tự ái và nóng lên. Bà mới từ hai chung gạo này bà mới đổ xuống đất, bà lấy chân bà chà lên trên tất cả những gì bà làm trong bao nhiêu ngày qua đó, bà chà lên những giám gạo này và bà nguyện trong lòng, bà nói được rồi, để cho mấy thằng thầy chùa ham ăn này nó biết mặt tao đó. Từ đó mới dẫn đến quan trái để bả làm những điều tội lỗi sau này. Sự thật về quả báo chú tiểu này cũng không thể thoát được, đã bị từng đọa trong địa ngục để rọc miệng cho những cái lời phi pháp như vậy vô lượng kiếp. Và thật sự những quan trái mà bà đã gây ra, bà cũng phải chịu quả báo địa ngục vô lượng kiếp như vậy. Như vậy ở chỗ này từ đâu ra? Nếu không có lời của một chú tiểu nói chuyện một cách sổ sàng và xúc phạm như vậy thì bà Thanh Đề có bị cái đó không? Và nếu bà Thanh Đề là người tu tập mà vì những chuyện vặt vãnh của mấy đứa nhỏ như vậy mà nói những lời bừa bãi mà bà biết kiềm chế cân sân, thì có dẫn đến cái hậu quả của bà vậy không? Không, tất cả là cái duyên để đưa đến, một người một nhân, một người một nhân tạo ra cái duyên để nối kết với nhau, để đưa đến dòng nhân quả quan trái chừng nhiều đời như vậy. Như vậy có phải là nhất niệm sân tâm khởi bách dạng chướng môn khai không? Phải không? Nếu không có một ý niệm nổi sân của bà Thanh Đề, bà có tạo ra những quan trái dài dài trong cuộc đời của bà từ một đến nhiều kiếp để bà phải bị đọa địa ngục để trả một quả báo như vậy không? Chúng ta phải biết rất rõ những cái hành động đó, những điều đó để cho chúng ta một sự cảnh báo rất lớn về sự tu tập này. Vì vậy khi con người chúng ta học tu là phải biết, phải biết từng giai đoạn, phải biết từng phương diện một để tự chuyển hóa cho chính mình. Và điều quan trọng khởi điểm cho sự tu tập, chúng ta phải làm gì?
Ở đây là một điều quan trọng. Hòa thượng Thiện Siêu, ngài có dạy chúng ta hai câu rất là hay. Hai câu đó như thế này: một chút giận, một chút hờn, lận đận cả đời, ri cũng khổ. Trăm điều xả, ngàn điều bỏ, thông dông tất dạ. Cái gì nữa? Rứa mà vui, đúng rồi. Xin các vị miền Trung là phải thuộc câu này. Hòa thượng là người miền Trung, cho nên hòa thượng dùng chữ ri và rứa. Thật ra hai chữ này đầu tiên tôi không hiểu ri là gì, rứa là gì hết á. Tôi đọc tôi thấy hay hay mà tôi không hiểu ri là sao. Tôi sao rứa là ri là sao? Tôi mới đi hỏi những người coi ri là cái gì, ri là sao. Ri tiếng Nam là gì? Hả? Dày hả? Này hả? Còn rí rứa là kia hả? Đó. Cho nên một chút giận, một chút hờn, lận đận cả đời, ri cũng khổ. Trăm điều xả, ngàn điều bỏ, thông dông tất dạ, rứa mà vui, đúng không? Thì tôi cứ hiểu nôm na là một chút giận, một chút hờn, cứ giận cứ hờn đi, nó làm lận đận cả đời này á, nó khổ hoài, đời này nó khổ nữa vậy đó. Còn rứa mà vui có nghĩa là tôi cứ nghĩ là thông dông tất dạ, cho trăm điều xả, ngàn điều bỏ, con người được thông dông tự tại như thế nó vui. Tôi hiểu nó như vậy thôi. Còn chính xác cái từ gốc như thế nào các vị hiểu á. Xin thưa các vị, mà câu này rất hay. Giận cái hờn nó cứ làm mình đau khổ, lan xen gì hoài. Cho nên thông dông tự tại, xả bỏ đi hay là giải trừ đi đó. Chúng ta dẹp hết những cái đó, nó sẽ làm cho chúng ta hạnh phúc, nhẹ nhàng. Chúng ta rũ bỏ được những cái đó, chúng ta thử một ngày nào đó chúng ta giận ai đó, rồi chúng ta học được Phật Pháp, cái chúng ta buông bỏ, chúng ta tha thứ được, chúng ta xả được, chúng ta có thấy rằng mình yên ổn và hạnh phúc không? Làm thử đi biết. Chưa làm thành ra đâu biết hạnh phúc nó như thế nào, phải không? Làm đi rồi sẽ thấy. Cho nên Tổ Huệ Năng dạy rất hay: thương ghét đừng để lòng, nằm thẳng hai chân ngủ là chỗ này. Giận dỗi, hờn ghen gì đó, tất cả mọi thứ buông trôi đi, chúng ta sẽ hạnh phúc. Ví dụ chúng ta ghen tuông gì đó, chúng ta ngủ không có được, cứ tưởng tượng, cứ nghĩ nghĩ, suy suy, cứ thấy nó ứa trong lòng, nó tức tức, mà đêm này qua đêm khác không ngủ được, có thể kéo dài tới cả tháng không ngủ được. Vậy mà cứ giữ hoài, nó lận đận cả đời, ri cũng khổ là vậy đó. Nó ri cũng khổ chưa? Nó chính xác luôn không? Thành ra nếu chúng ta bỏ qua điều đó một bên, chúng ta biết rằng những điều này đôi khi chúng ta tưởng tượng, thực tế nó không có mà do chúng ta tưởng tượng, thì chúng ta bỏ qua, chúng ta sẽ cảm thấy nhẹ nhàng và hạnh phúc hơn. Vì vậy khi vận dụng tu tập, chúng ta biết Phật Pháp rất là tuyệt vời. Phật Pháp là những phương pháp để giúp chúng ta giải trừ phiền não một cách tốt nhất, cho dù tất cả mọi thứ phiền não nào, tham sân si và ích kỷ, tất cả những thủ đoạn hờn ghen và đố kỵ, tất cả những cái này nó sẽ được rơi rụng dưới ánh sáng của Đức Phật, những lời dạy của Đức Phật. Nếu chúng ta biết soi sáng chánh niệm, chúng ta biết thực tập những điều này, chúng ta sẽ đem lại một kết quả vô cùng tốt cho bản thân chúng ta. Tổ Đức có nói là Phật Pháp cao siêu rất nhiệm màu, hay trừ nghiệp chướng diệt lao, thân tâm thanh tịnh trời xuân sắc, phước huệ trang nghiêm tỏ đạo màu. Tất cả những điều này Phật Pháp là một cái gì tuyệt vời, nhưng mà tại chúng ta không vận dụng, không tu tập, không ứng dụng, cho nên chưa biết được giá trị của nó như thế nào. Thậm chí có những khi chúng ta đi tu học cả năm này qua năm khác, nhưng mà chúng ta tu học là để sao vậy? Để chúng ta nghĩ rằng một thời khóa niệm Phật, một thời khóa dụng công, sau thời khóa này chúng ta được nhiều phước báo. Chúng ta cứ đinh ninh rằng những gì chúng ta cống hiến và hy sinh như vậy, chúng ta sẽ được phước báo, mà chúng ta không hiểu rằng cái việc làm đó sâu thẳm một ý nghĩa như thế nào. Chúng ta cứ nghĩ chúng ta đem đồng tiền cắt bạc đó chúng ta bố thí cho mọi người, hay là hôm nay chúng ta làm cái gì phóng sanh, một chút nữa đem thả cá xuống dòng sông. Chúng ta tài nghĩ những điều này chúng ta được nhiều phước báo, cứ nghĩ vậy mà cứ làm thôi. Ta không hiểu được tường tận của tất cả các việc này nó như thế nào và như thế nào. Như vậy chưa phải là tu, như vậy là đang làm phước thôi.
đang mong cầu một điều hạnh phúc và an lạc sau những sự hy sinh đó. Còn tu là làm sao? Tu là phải nhận diện ra được chính mình là ai. Đây mới bắt đầu khởi điểm cho sự tu tập đây. Chỗ này quan trọng. Chưa nhận diện được ra mình là ai thì cả đời có bố thí cúng dường này kia cái nọ chỉ tạo phước báo mà thôi. Phước báo để giải quyết vấn đề cái ăn cái mặc trong cuộc sống, một đời đến nhiều đời không rơi vào đói rách lang thang. Đây thôi. Nhưng nỗi khổ tâm vẫn triền miên trong cuộc đời của chúng ta. Và chính cái nỗi khổ tâm này đôi khi cơm dâng tới miệng nuốt cũng không trôi, vàng để tới họng nuốt cũng không trôi. Chính là chỗ này. Tại vì nỗi khổ tâm đã dâng trào rồi thì tất cả những gì có mặt xung quanh không là điều cái gì có thể hạnh phúc được cả. Vì vậy khi chưa nhận thức được chính mình, các vị chưa có tu tập đâu. Bố thí, làm phước, tụng kinh, hồi hướng, tất cả cái đó các vị chỉ làm mong cầu có phước báo. Như vậy phước báo sẽ có, nhưng mà sân si thì chưa chừa, nghiệp chướng thì chưa chừa, những cái liên lụy nhân quả khổ đau nhiều đời chưa xóa. Như vậy khi nhận diện được ra chính mình là ai thì lúc đó mới bắt đầu có sự tu tập. Mình sân nhiều hay si nhiều, mình tham nhiều hay sân nhiều, hay là mình là cái gì nhiều, đố kỵ, hờn, ghen, ghét, bỏ, giận, tức, cái gì nhiều, thủ đoạn phá hoại, đầu độc, tàn sát, cái nào nhiều. Phải thấy được ra hành động của mình trong hàng ngày, tư duy của mình trong hàng ngày, nghiệp cảm của mình từ ba nghiệp thân miệng ý, cái nào hay biểu hiện, phải nhận ra tất cả. Một sự thẳng thắn trong sạch của tâm hồn, một sự rất là nghiêm khiết của tâm hồn, cứ nhận ra được chính mình cái tật nào xấu nhất trong cuộc đời của mình. Phải biết, đừng có làm nhiều điều xấu mà không biết mình xấu. Có những người làm nhiều điều xấu mà không dám nhận ra mình xấu. Có người nói nhiều điều xấu mà không dám nhận ra mình nói xấu. Như vậy các vị cứ giữ tất cả những tập khí và những sai lầm này, các vị cứ giữ đi. Các vị giữ như giữ một mụn nhọt, như giữ một vết ung thư trong người. Các vị càng giữ nó sẽ càng ăn hại, nó càng phá hoại, nó càng phát tác, nó làm tiêu tan thân xác các vị. Cũng vậy, chứa chấp những tập khí xấu dở cho nhiều, bao che mình cho nhiều, dùng nhiều lời lý luận để bảo vệ những sai lầm mình cho hung, thì để nó gặm nhấm, nó phá hoại đời sống đạo đức và tâm đức của chính mình, và tạo nên mình tất cả các nghiệp chướng để cho mình khổ đau chứ chẳng được lợi ích gì. Cho nên một triết gia ông từng nói, nhận thức được chính mình là khởi đầu cho mọi sự khôn ngoan. Đây là câu rất tuyệt vời. Ông có phải là người tu theo Phật khai công tôi chưa biết, nhưng ông đã nói được câu đó, tôi phải nói hoàn toàn, tôi thừa nhận ông là người có một trí tuệ, có một cái hiểu biết về Phật pháp quá tuyệt vời. Nếu không nhận thức được chính mình, làm sao có sự tiến bộ được, làm sao có sự thay đổi được, làm sao có sự chuyển hóa được. Ví dụ bây giờ bác sĩ muốn trị một cái căn bệnh nào đó, bác sĩ không biết người đó bệnh gì, người làm sao mà trị? Muốn trị thì phải biết bệnh gì chứ. Cho nên ở đây muốn tu hành cho chính bản thân mình, tu tâm, tu thân, tu khẩu, tu ý gì đó, ở đây phải biết được rằng nhược điểm của ba nghiệp này, hay là các cái phân si phiền não này, cái nào của mình sâu dày chứ. Phải hiểu cho rất rõ, các vị phải biết chỗ này. Khi nhận được mình có sai lầm không có xấu, nhận ra được mình sai lầm không có xấu, nhận ra đi rồi bắt đầu phải tu tập cái gì. Cái gì để đối trị cho được cái anh này đây, anh sân này đây, anh tham này đây, anh giận, anh hờn, anh ghét, anh ôm chấp, anh chấp ngã, anh cố tình, anh gì đây, coi cái anh là cái gì, và phương thuốc của Đức Phật dạy, bài pháp nào có thể giúp chúng ta đối trị được cái này. Cũng giống như biết được phân tích anh bệnh gì mới bắt đầu chọn các loại thuốc, coi thuốc gì có thể chữa được cái bệnh này. Các vị hiểu ngay đây không? Quan trọng vô cùng. Nhận thức được ra đó thôi là bắt đầu có phương pháp rồi đó. Và bắt đầu từng ngày gọt giũa bớt. Ví dụ bây giờ mình biết mình sân nặng, hôm nay tôi đang giảng làm chủ cơn giận, thì bây giờ mình biết rất rõ là mình là vốn là giận nặng, cho nên phải chuẩn bị rằng nếu một ngày nào đó ai làm tôi sốc nổi, hoặc ai gây tổn thương tôi, hoặc xúc phạm danh dự tôi, hoặc là can thiệp đến hạnh phúc của tôi, hoặc là can thiệp đến sự nghiệp của tôi phải làm gì? Câu này bắt đầu trả lời.
trả lời xong rồi, khi những trạng thái đó đến, thường thường tôi hay bày tỏ cái này, thì khi hôm nay cái này đến, tôi làm gì để cho cơn giận tôi dịu quá xuống. Bắt đầu tập làm chủ, tập làm chủ. Như vậy khi làm chủ được, đầu tiên phải nhận ra mình có cái đó hay hay không. Ngày này quan trọng. Khi nhận ra được cái đó rồi, bắt đầu tự dặn lòng mình, mai này mốt nọ một tình huống này nó xảy ra, cho dù vợ chồng tôi, cha mẹ tôi, người thân tôi, con cái tôi, hay là bạn bè của tôi, hay là những người hàng xóm của tôi, khi điều này họ xảy ra, tôi phải ứng xử như thế nào. Cho mình được những cái bài học như thế, và tự thực tập lấy, từng ngày dặn đi dặn lại, nhắc đi nhắc lại, những bài học này được lặp lại trong tâm. Thì khi nó có đụng chuyện như vậy, cái bài học này bắt đầu nó như một cái sức đề kháng, nó hiện diện lên trong tâm ý mình. Nhưng mà rất có thể đầu tiên mình chưa làm được. Mình đã thực tập lâu rồi, nhưng mà lần đầu tiên mình cũng phản pháo người ta một cái đã. Nhưng bắt đầu lúc đó mình thấy cái bài học này nó bắt đầu nó hiện rồi. Nhưng mà mày hiện thì hiện, nhưng mà tao tức quá, làm sao tao có thể làm được giống như tao nghĩ đó. Có phải vậy không? Đầu tiên nó sẽ là như vậy đó. Đó đầu giữa thiện và ác bắt đầu nó tranh đấu nhau. Làm không làm, làm không làm, hai bên như vậy. Bên đây là bài học tôi đã từng thực tập, không làm. Bên đây là một sự thật quá phũ phàng, quá tức mà. Làm sao nhường nó được, tôi nhường nó tôi ngu đó. Bắt đầu nghĩ vậy. Gà làm không làm nó cứ giằng xé trong lòng của mình. Cho nên đôi khi láp giáp, vừa láp giáp cứ nhớ lại cái nín nín, nín cái tức quá láp giáp, cái nín. Tức là chúng ta đã giằng co giữa thiện giả. Mặc dù lúc đó chúng ta chưa thành công với cái bài thực tập, nhưng chúng ta có tiến bộ chưa? Có tiến bộ chưa? Có tiến bộ và đang tiến bộ rồi đó. Nếu mà lúc trước chưa thực tập là tao làm liền hồi nãy giờ rồi đó, tao làm luôn một loạt chứ không có dừng ngừng như hồi nãy giờ. Có vậy không? Bây giờ thay vì ngày xưa tao làm liên tục, bây giờ tao làm nó từng khúc thôi. Có phải vậy không? Tức là các vị đang thực tập, chúng ta là đang thực tập tu mà. Các vị đâu phải là thánh nhân đâu, các vị đâu phải bậc A-la-hán đâu. A-la-hán mà sân si kiểu đó đó thì đáng nói, còn chúng ta thì người thường đang thực tập. Thành ra tất cả những điều này quan trọng nhất là biết bắt đầu làm chủ lại, để dừng lại và tập quán từ bi. Trong đây là một phương thức rất tuyệt vời. Các vị nghe lại bài tôi giảng, đó là bài trải rộng từ tâm. Tôi có đưa ra một phương thức, đây là một trong những phương thức gọi là ngũ đình tâm quán. Dùng từ bi quán để hóa giải các hận thù, các sân si, các đố kỵ. Tức là từ bi quán là quán yêu thương. Yêu thương với một tính cách là mình biết rằng đối tượng của mình đang khổ hay gì đó, chắc đang khổ nàn, cũng đang bức rứt và đang khó chịu và đang đau khổ chẳng khác mình. Thậm chí có thể anh ta hay là cô ta, hay là có thể người ấy đau khổ hơn tôi. Bà suy nghĩ ra như vậy. Như vậy bây giờ giống như tổ dạy, nhường nhau một bước rộng đường qua. Như vậy rất có thể anh quá đau khổ, hay là chị quá đau khổ, hay là em quá đau khổ, cho nên đã bày tỏ như thế này. Vì vậy cho nên lúc đó hãy nghĩ yêu thương là người ta chắc đang khổ hơn mình. Thôi bây giờ mình nhịn chịu một chút, để cho người ta trút được cơn giận. Rất có thể người ta trút đi rồi người ta sẽ hiểu được việc hơn. Tức là mình phải nghĩ một cách tích cực để cứu vãn cái tình thế lửa cháy này. Đó, tức là cái này người ta nói là đừng thêm dầu vào lửa. Đây là cái câu này. Ở đây nó có một cái điều vô cùng quan trọng nữa là để hỗ trợ được điều này thì những người xung quanh nha. Những người xung quanh phải có những sự tích cực. Nếu ta là một người xung quanh hay là người thân chúng ta là người xung quanh, thì ở đây cái người xung quanh cũng là những cái tác duyên để gọi là hỗ trợ cho việc chúng ta thành công việc này rất lớn. Nếu bên ngoài nó suối hoài thì cái này nguy hiểm lắm. Giống như ngày xưa tôi nhỏ mà nó cáp đánh lộn vậy đó, phải không? Tôi thì nhát không dám đánh lộn. Vậy mà nó cứ suối, thằng nào đụng trước làm cha, thằng nào đụng sau làm con. Đó. Nó cứ suối như vậy hoài ở trong lòng chúng ta bị xúc phạm, bị tổn thương. Thành ra thay vì nhát không dám đánh mà nó suối giết, thằng nào đụng trước làm cha giết, mà cuối cùng chúng ta phải đánh lộn. Đánh để chi? Để cho nó coi chứ làm gì. Đánh phù mặt phù ngoài mình chơi mà để cho nó coi. Đó. Mà nó cứ bên ngoài thằng nào đụng trước làm cha, thằng nào đụng sau làm con. Cái câu này chúng ta thấy tụi nhỏ chúng ta nói vậy.
bị tổn thương đến anh hùng rơm lắm đó chứ. Chúng ta phải thấy không? Cho nên tác nhân bên ngoài vô cùng quan trọng. Khi chúng ta có những cơn sân bắt đầu bày tỏ thì những người thân của chúng ta, các vị phải làm việc tư tưởng và phải có những câu hộ vệ người này. Em à, anh à, chị à, má à, ba à, hay là bạn à, thôi đi, câu nhịn chín câu lành đi, thông cảm một chút đi, hoặc là có thể tìm hiểu thêm việc này đi, rồi chúng ta có thể cãi, hoặc chúng ta có thể phân giải, không muộn đâu, việc đâu còn có đó mà. Chúng ta có thể phân giải một cách rõ ràng, đừng vội vàng quá, đôi khi chúng ta nhận lầm, thôi đi mà, rộng lượng để tha thứ cho nó một chút đi. Bên kia nó cũng nói rộng lượng tha thứ cho nó một chút đi, chưa biết rằng ai lỗi, nhưng mà cứ đưa cái tự trọng của người ta lên để người ta có thể là tha thứ mà nó không có bị tổn thương cái bản ngã của người ta này. Được xoa dịu bản ngã một cách rất là tha thứ đi, thôi nó vụng về, nó cái gì đó, nó lỡ như vậy, tha thứ đi, rồi nó hiểu được cái lỗi của nó thì nó sẽ hiểu mình hơn, vân vân. Tức là làm như vậy, tức là những người bên ngoài phải có sự hỗ trợ này, chứ đừng nào đụng trước làm cha là chết rồi, cái này là nguy hiểm vô cùng á. Ví dụ mà có hai cái vợ chồng người đó đánh lộn, thằng chồng đánh vợ như vậy, má nó nói như thế này: mày đánh chết nó đi, chết con này tao cưới cho mày 10 con khác. Cái cô này nó thật sự sau khi cuộc làm dâu tan nát rồi cũng mới kể lại tôi nghe như vậy. Hồi thở cô làm dâu là như vậy, khi cô bị đánh má của nó như vậy, má chồng á: mày đánh chết nó đi, chết con này tao cưới cho mày 10 con khác. Mình như vậy, thay vì mà nói đừng đổ dầu vào lửa, bà nói tao không có đổ dầu vào lửa đâu, tao đổ cỡ xăng với ga không à. Có phải vậy không? Mình là một người bên ngoài còn tỉnh táo mình suối để đốt thêm những cơn sân như vậy, đốt thêm những sự đổ vỡ như vậy, và làm hại đến ai, làm đau khổ đến ai, mình cảm thấy mình vui sướng với đau khổ của người khác. Như vậy người này không có tu tập gì cả, lương tâm không có gì cả. Mai này người này đau khổ thì thiên hạ cũng giẫm đạp và nhảy cười như bà đã từng làm thiên hạ vậy thôi. Quy luật của nhân quả nó là như vậy. Mình có tu tập mình không thể như vậy được. Một người con Phật có học tu, có hiểu biết tất cả mọi thứ thì không sống đơn giản như vậy, không để mình bị lừa bởi những cái hành động tiêu cực như vậy. Cho nên khi có những cơn giận xảy ra, chúng ta phải làm sao? Chúng ta phải kiểm điểm kịp thời, ngăn chặn lại nó. Bây giờ chuyện này ở đâu còn có đó, 3 ngày nữa đem ra cãi lộn cũng không có muộn đâu. Chúng ta cứ nghĩ như vậy, cứ nghĩ như vậy trong lòng, rồi từ từ cái thời gian mà chúng ta dừng lại đó, cái cơn giận chúng ta nó được hạ thấp nhiệt độ xuống. Cơn giận chúng ta bắt đầu hạ nhiệt độ xuống, rồi đôi khi những lúc giận chúng ta nghĩ như vậy, nhưng mà đến hết giận thì chúng ta không đủ can đảm để làm điều sai đó nữa. Và khi hết giận rồi, chúng ta tỉnh ra được rồi, chúng ta nghĩ rằng nếu điều này thực hiện sẽ đem đến sự đau khổ, vỡ vỡ và mọi thứ rất là nguy hiểm, cho nên thôi tha thứ và bỏ qua đi để tốt hơn, cái này được chứ. Ví dụ cô này có kể tôi câu chuyện, tôi cũng khen cổ hay. Cổ ở ngoài chợ, cổ bán đu đủ. Có một bà đó bỏ lựa nguyên đống đu đủ, cổ lựa đã hồi cái thấy xuống cái phẹp. Đu đủ này mà ăn gì? Cô này thì cổ từng tu niệm Phật, nhưng mà khi bà này bà thấy xuống một cái phẹp, bà nói như vậy đó, cô này bắt đầu nổi lửa lên, sân lên thì tức thì cô nghĩ trong lòng, được rồi. Tay cô vừa sắp trái đu đủ mà cô nói rằng: để tôi niệm 3 câu niệm Phật rồi bà biết tay tôi. Tức là vừa sắp trái đu đủ lại mà vừa trong lòng nghĩ là sau khi sắp rồi và niệm 3 câu niệm Phật này rồi là đứng lên là phải trái với bà đó. Nhưng mà cô nói vừa sắp rồi, cái vừa niệm 3 câu niệm Phật rồi, cái tự nhiên cô nói cái cơn giận của tự nhiên có xuống. Cô nghĩ thôi kệ, bà nói gì nói giữa trời trời mà ai muốn nói gì nói thôi kệ. Cô nghĩ vậy cái cô im lặng. Ồ, tuyệt vời vô cùng không? Tức là chúng ta có những cái khoảng dừng chân để chúng ta tự tỉnh giác lại cái tự nhiên, chúng ta sẽ giải tỏa được những cái bất xúc này. Và một điều bí mật nữa mà các chị em nên nhớ, các vị nhất là phái nữ nên nhớ, để mà các vị có thể cứu được cơn giận của mình, có một cái mẹo mà cứu chúng ta nữa là: nếu mình sân si sừng sỏ, tự nhiên con người mình thấy nó không có đẹp, phải không? Các vị có thấy ai mình nhăn mặt lên ha, trợn lên,
cung lên có cô nào mà sung lên như vậy mà các vị có thấy đẹp chưa? Có thấy đẹp chưa? Thấy giống phù thủy cho đẹp gì đúng không? Đó. Nếu mà một người mẫu mà một hoa hậu mà giữa đường trước thiên hạ mà làm kiểu đó không ai coi đâu. Cho nên ở đây chúng ta biết rằng sân si chứa đựng nhiều, nó sẽ làm cho chúng ta, cái tập khí đó nó sẽ làm cho chúng ta có con người chúng ta thấy dữ dằn lên. Và đôi khi nó làm cho chúng ta xấu đi. Đây là tác dụng thực tế của tâm lý. Chúng ta tự làm cho máu huyết của mình nó bị sôi sục lên, nó làm cho các hệ thần kinh mình nó căng lên. Và tất cả mọi thứ này nó làm cho con người nó tối sầm lại về cái nét thẩm mỹ. Như vậy các chị em nào muốn đẹp thì hãy tập yêu thương, rộng lượng, tha thứ. Nếu chúng ta tình cờ chúng ta đi ra một đoạn đường, chúng ta thấy một người con gái sang táo lên, chuẩn bị xử đẹp với một thằng nào đó hay là một đứa nào đó, và một người con gái bị cái anh chàng khác nói nặng lời mà ngồi lau hai hàng nước mắt vậy, chúng ta thấy thương ai? Hả? Thương người lau nước mắt hay người thương người sang tay áo? Tôi cũng thương người lau nước mắt nữa. Xin thưa các vị, cái đó là cái gì? Khi chúng ta biểu hiện sự sân si thô lỗ như thế đó, tự làm mất cái một cái nét đẹp của người phụ nữ. Như vậy đối với một nam giới cũng vậy, sự thô bỉ sân si nó sẽ làm mất cái tính quân tử của trượng phu, nó làm mất đi một cái nét gì đó. Anh hùng cũng không thể như vậy. Cho nên ở đây khi chúng ta học hiểu được điều này, nó còn mang tính cách thẩm mỹ cho đời sống tâm linh và đời sống thẩm mỹ về mặt thực tế của chúng ta khi đối diện bên ngoài. Khi chúng ta muốn giao tế, muốn làm ăn với những người như vậy, chúng ta cũng ngại ngùng và rất là ngán. Cho nên ở đây, qua cái bài giảng tôi đến với các vị, đó là bài giảng chuyển hóa sân hận, để giúp cho các vị có một khái niệm, một vài phương thức như các mẹo vặt. Rất có thể những điều tôi giúp cho các vị không có nghĩa là các vị chấm dứt được sân si. Đó. Không có nghĩa là chấm dứt được sân si. Nhưng các vị đang bào mòn dần với những tập khí và những cái thô thiện đó. Và rất có thể đây là một tiền đề, là một nền tảng để giúp các vị chuyển hóa được các tập khí, các nghiệp chướng của mình được tốt hơn. Và nhất là giúp cho mình bớt đi những cơn giận, để xóa đi những khoảng cách, ngăn cách về hận thù, về đố kỵ, về tội lỗi, về mặc cảm. Con người chúng ta sẽ đến gần nhau, tha thứ và bao dung hơn. Nhất là đến những đạo tràng tu học như thế này, đừng để những tập khí sân si tự ái nho nhỏ để làm những con người Phật tử của chúng ta trở nên mỗi người một góc trời. Gần nhau trong gang tấc mà phương trời cách mặt là chỗ này. Đối diện nhìn nhau, gặp nhau, ở chung nhau nhưng mà xa vời vợi. Từ những sân si, hờn, ghen, đố kỵ, những cái tật xấu này, đó là làm cho con người chúng ta nhỏ nhen trở lại. Thay vì chúng ta có thể trở nên một con người vĩ đại, nhưng vì những cái cá tính này nó làm cho chúng ta trở nên nhỏ hẹp lại. Ở đây là tất cả những điều này chúng ta cần nên phải để ý. Để ý để mọi việc được tốt hơn, mọi việc được tốt hơn và chuyển hóa thân tâm mình tốt hơn. Trong nội dung bài giảng này, tôi gửi gắm đến tất cả các vị những phương thức nho nhỏ như vậy, để các vị ứng dụng theo lời Phật dạy, để đem lại hạnh phúc an lạc cho các vị lâu dài. Trước khi các vị giải thoát ở một góc trời nào đó, giải thoát niết bàn cực lạc gì đó, các vị phải ban tặng cho các vị những hạnh phúc an lạc thực tế giữa cõi đời này cái đã. Thì cái việc đó các vị mới làm thiết thực để làm nền tảng cho sự giải thoát tương lai. Chúc các vị vô lượng an lạc, vô lượng phước tùy.